Hello, em Trường Anh Ô Tô xin gửi lời chào thân thương đến toàn thể tất cả các anh chị thân thương trên kênh YouTube nha. Lời nói đầu tiên Trường Anh xin gửi một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất ạ. Và kính thưa toàn thể tất cả anh chị, hôm nay Trường Anh này về tiếp tục thuê một con Nubira nhãn hiệu Daegu Hàn Quốc nha. Con này series hàng nhập máy 2.0 anh chị nha. Đây ạ, đây là series nè, series là hàng nhập nha. Tích hợp và có gương chính điện nha, con này bản đủ luôn. Bốn vỏ còn được 60%, bốn mâm đúc nguyên bản theo xe nha. Con này là màu xanh rêu, đã được chủ nhà dán một bộ tem viền chạy nè. Bốn cánh cửa rất là liền lạc. Xe này thì nói sao thì chẳng anh nói thẳng và nói thật nha, nó bị xước nhiều nè anh chị ạ. À, nó bị xước bên ngoài nhiều thôi. Xe với lại cụm đèn cũ nè, đó cụm đèn mà qua thời gian 5 tháng nó bị cũ nè. Chẳng anh sẽ thay luôn cụm đèn mới. Tết đến rồi, làm cái xe cho nó đẹp để cho anh chị đi tập chạy tập lái, cho nắng cho mưa, chở gia đình nha. Đây là cụm đèn nè, cụm đèn này vẫn còn xài được nhưng mà nó hơi cũ anh chị ạ. Cho nên là Trường Anh thay cụm đèn mới cho nha. Nước sơn nè, con này màu xanh rêu nè, anh chị coi nước sơn rồi rất là bóng rồi rất là đẹp luôn nha. Là nước sơn nè, những cái sóng gân cho nắp capo rất liền lẹt, không có dấu hiệu là cứng đụng con vên nha. Biểu tượng là cản gió là của Daegu nè, hàng nhập nguyên con. Con xe này hồ sơ rút sẵn rồi nha, Trường Anh đang nhập ra tên luôn, anh chị nào mua thì Trường Anh ký ủy quyền cho nhé. Đó, xe này tầm 2 ngày nữa là sẽ ra cà vẹt anh chị nhé. Ra cà vẹt, ra bản số 49 luôn. À, form dán đồng sơn là bốn cánh cửa rất là liền nè anh chị ạ. À, dòng Nubira tập chạy tập lái đến với tay người tiêu dùng. Đợt trước Trường Anh cũng bán một con Nubira nhưng mà nó là máy 1.6. Nó cũng màu xanh rêu luôn, thì một anh trai ở thuốc ở Lâm Hà đã xuống lấy rồi. Về thêm tiếp thêm một con nữa nè. Con này là phiên bản cao cấp của Nubira nha, series hàng nhập máy 2.0 nha. Đó, bốn vỏ nè. Còn 60% mâm đúc gầm bề ở trong là không có một xíu bụi mọt anh chị ạ. À, xe này cũng có một hai chỗ gọi là chầy xước, thì thôi để Trường Anh chi ân khách hàng, Trường Anh sẽ tắm lại nguyên con xe này luôn. Đây là nước sơn nè anh chị coi, nước sơn rất là bóng nè. Đó, nước sơn rất là bóng nha. Nước sơn nè, có một hai chỗ là nó bị chầy xước nha, nó chầy xước những cái đường xước nhỏ. Trường Anh quay gần thì anh chị biết được nha. Em sống thẳng có sao em nói vậy, anh chị đừng có cười em. Đó, Daegu nè, hồ sơ rút sẵn đi nha. Nubira 2 nha, con này bản đủ luôn. Máy 2 chấm hàng series, là nước sơn chày nè anh chị thấy không, đó nó chày chùa nó mới nứt nè. Sơn này thì Trường Anh tắm lại qua bằng nước nha. Trường Anh nói những gì đó là Trường Anh sẽ làm. Thay cụm đèn mới cho anh chị, tắm qua một nước sơn mới, gắn cho anh chị một cái màn hình DVD cộng với cam gie nhé. Đó là lời Trường Anh nói nhé. Tem nè, tem Trường Anh là tem này xấu quá à. Ai bây giờ thời buổi nào rồi có ai mà dán cái tem này nữa. Đây nè, tem caro sọc nè, tem này cùi bắp, tem này xé ra bỏ đi, dán một bùa tem lửa cho anh chị nhé. Nó phải hợp với cái màu sơn xe luôn. Cái này màu xanh rêu nè anh chị. Đó, anh chị thấy màu xanh rêu không? Xe này là hết sơn rin rồi. Đó, xe có sao thì nói vậy nha, xe hết sơn rin rồi. Thì sơn lại cho em nó một cái màu xanh rêu giống y chang như vậy nữa. Nhưng mà em sơn lại một nước sơn rất là xịn nha. Em đợi có bản số rồi em sẽ làm ạ. Con này dự kiến nằm tầm 5 ngày thì sẽ xong xuôi con Nubira này nhá. Đây là anh chị, vỏ nè. Vỏ mòn rồi nha, còn 60% nha anh chị nha. Bốn vỏ là mòn như nhau nhá. Mâm là mâm đúc nè, nguyên bản gầm bề trong gầm nè, không có một xíu mục mọt. Ở dòng xe nhập á, xe nhập thì chắc chắn đồ đạc nó sẽ chắc hơn xe hàng Việt Nam anh chị nhé. Bốn cánh cửa là rất là liền, được cái chiếc máy nổ rất là êm anh chị nhé. Đó, Trường Anh đi đồng sơn rồi em sẽ đi luôn vào phần gầm bề nội thất cho anh chị. Riêng tất cả các dòng xe không có chỗ nào bán xe rẻ bằng Trường Anh mà làm nhiệt tình như em nhé. Nubira mà dòng này nếu mà đúng của nó là người ta bán tàn 95 đến 100 không. Riêng Nubira Trường Anh có làm lại hết tất cả toàn bộ cho toàn thể tất cả anh chị thì giá thị trường của nó nằm chỉ có 75 triệu nha. Không phải là chiếc xe đẹp hay xe xấu đâu anh chị ạ. Đó, xe có sao Trường Anh nói vậy. Nubira thì tầm giá trung bình của nó nằm tầm 75 triệu nha. Không có thể hơn 75 triệu được. Nếu mà xe đẹp, nếu mà cái dòng series này thì giá nó sẽ cao hơn. Còn Nubira mà 1.6 thì giá nó nằm tầm 75 đến 77 triệu quay đầu anh chị nha. Đó là Trường Anh báo giá công khai cho anh chị luôn. Nhiều khi những anh chị mua một con xe Nubira mà đến 8-90 triệu
nó vượt quá cái tầm tay đi anh chị ạ. Còn Lanos thì nó nằm tầm cỡ giá 67 triệu quay đầu. Bên Trần Anh là bán xe chỉ có 65 triệu nha. Nói chung là anh chị đừng có nghĩ vào chất xe. Chất xe thì chất xe nào thì nó cũng đẹp như nhau thôi ạ. Quan trọng là cái giá cả hợp lý để anh chị mua một con xe về đi tốt trung bền, không phải nằm đường nhé. Đó là phong dáng con này đăng kiểm nó tháng 10 năm 2019 nè. Hết đăng kiểm nó là em sẽ đăng kiểm mới lại cho anh chị, sơn mới cho anh chị, thay cụm đèn pha mới cho anh chị luôn nha. Gắn cho anh chị một cái đầu DVD và màn hình cam gia như lời Trần Anh đã hứa nè. Đó là Trần Anh báo giá công khai cho anh chị đó anh chị. Đây nè, em quay về nội thất cho anh chị coi nha. Trước tiên là tấm bi cửa nè. Những cái vân gai là không bị mài mòn nha anh chị nha. Xe này không có dịch vụ đâu. Máy 2.0 series mà. Đây nè, nó mất một cái ốp xung quanh đây nè. Trần Anh đặt bốn cái ốp này để thay cho anh chị luôn nha. Tấm bi cửa này nỉ đó anh chị ạ. Đây là nỉ nguyên bản theo xe nha. Keo chỉ chống nách nè. Đây nè anh chị coi phần keo chỉ cho Trần Anh nè. Đó, keo chỉ nè. Nguyên bản hết, không mất phân nào anh chị nha. Những cái sóng lường này không có dấu hiệu là tông va và cứng đụng luôn. Trần Anh không biết là anh chị mua xe người ta tả cho anh chị như thế nào, nhưng mà Trần Anh tả xe rất là chính xác. Không có tả xe tầm bậy, mà xe có sao thì nói thẳng nói thật như vậy nha. Ghế nè, được cái ghế nỉ nè anh chị coi nè. Ghế nỉ nguyên bản theo con nuôi ra series nha. Đây nè, ghế nỉ nè. Đó anh chị thấy không? Nội thất ở trong bao đẹp luôn. Không có dấu hiệu mục mọt nha. Đây nè, ghế nỉ nè. Đó, ghế nỉ bên tài nè. Tắp bi nè anh chị coi nè, tắp bi nè, gương chỉnh điện đầy đủ trên con xe nha, vô lăng nè. Vô lăng không có dấu hiệu bị mài mòn luôn, tắp lô nè anh chị, có phần tắp lô nè. Đó, anh chị thấy những cái vân gai trên phần tắp lô không? Không có dấu hiệu là khoan đục luôn nhá. Đây là hiện tại nguyên bản con xe trang bị một cái màn hình GVC. Màn hình quy bắp bỏ luôn, ráp màn hình cam gia. Màn hình cảm biến tặng anh chị. Đó là phong dáng nè. Học để đồ nè, nách cửa nè anh chị coi phần nách cửa nè. Đó, không có dấu hiệu là bị mục ngọt nha, keo chỉ trong nách nè. Keo chỉ trong nách còn nguyên bản anh chị thấy không? Xe chủ nhà người ta đang sử dụng nha. Những sóng lường tay móc bị màu nguyên bản là những sóng lường nè. Không dấu hiệu tác động về công ven nhé. Xe này thì em cũng phải tắm một nước anh chị ạ. Tắm một nước nó mới đẹp được. Đây là những sóng lường nè. Bốn cánh cửa nè. Đó anh chị thấy không? Bốn cánh cửa là những cái sóng lường nè. Không có dấu hiệu là bị tác động tông va từ bên ngoài luôn đó anh chị. Nè, đây là những cái đinh bấm nè, anh cho anh chị coi nè. Đó, Trần Anh lột cho anh chị coi nha. Những cái đinh bấm điện nguyên bản nhà sản xuất nè. Xe đẹp nói xe đẹp nha anh chị nha. Còn xe xe mà hoa lao thì nói thẳng là xe hoa lao luôn, chứ không bao giờ mà xe hoa lao mà Trần Anh nói là xe đẹp để cho anh chị mua em đâu. Đó là vậy. Chiếc xe nè, trang bị lóc cửa mở khóa, điều chỉnh tự động từ xe hết nhá. Con số nè, con số nguyên bản theo con Nuvira nè. Anh chị nên nhớ cho Trần Anh nha. Nuvira từ đời 2001, 2002, 2003 giá tầm 75 triệu quay đầu nha. Đó là hàng máy 1.6. Đó, còn Nuvira CDX hàng nhập thì giá nó nằm tầm 90 quay đầu nha, không trên được 90 anh chị nha. Đó là Trần Anh báo giá để cho anh chị nắm được cái giá đó. Anh chị mua xe anh chị không phải bị hớ nha. Còn riêng Lanos thì 2001, 2002, 2003 thì giá nó nằm tầm cỡ 77, 77 đến 78 quay đầu thôi, nếu mà chất xe cọp nha. Tùy vào cái chất xe nè anh chị ạ. Đó, phong dáng con Nuvira CDX mà Trần Anh muốn giới thiệu toàn thể tất cả anh chị á. Bốn cánh cửa rất liền lẹt luôn. Đây ạ, tiếp theo ạ. Trần Anh quay vô phần tắp bi phía sau cho anh chị coi nè. Đây là tắp bi phía sau là những cái vân gai nè. Còn rất là liền lẹt, không dấu hiệu là cứng đụng. Đây là keo chỉ nè anh chị coi nè, keo chỉ rin nhá. Keo chỉ rin theo con xe nè. Đó, anh chị thấy keo chỉ không? Không mất một phân nào luôn. Mạc tem nguyên bản theo xe nè. Là những cái sóng lường nè, còn nguyên bản không tác động cứng đụng hoặc tông va bên ngoài nhá. Ghế là ghế nỉ hết toàn diện anh chị nha. Đây là anh chị xem nè. Đó, ghế nỉ hết toàn diện, học tì tay nè. Đầy đủ trên con xe luôn, không thiếu một cái gì. Tắp bi nè. Đó, tắp bi cửa phía kia, phía bên tài rồi. Nỉ hết nguyên bản nhá. Không có dấu hiệu là rách hay mục mọt nhá. Đây nè, nỉ nè, nỉ phía sau nè. Hai loa nguyên bản theo xe nhá. Đó, dây đai an toàn. Nỉ là rất là mịt, rất là dày luôn nè anh chị ạ. Là có một chỗ một hai chỗ nó bị lủng, một lỗ nhỏ nè. Chắc mấy chỗ này người ta hút thuốc anh chị. Đó, nó hút thuốc cho nên nó bị một hai chỗ thôi nha. Đây nè, tem móc bảy màu nguyên bản theo xe nè.
anh chị coi nách cửa nè. Đó anh chị thấy keo chỉ không? Xe bao đẹp luôn. Máy nổ cực chất nha. Xíu chừng anh sẽ test phần máy cho anh chị coi. Đóng cửa nè, rất là liền anh chị thấy không? Anh chị phải nhắm thị trường mà nhắm được cái giá xe nó tầm bao nhiêu nhá. Để anh chị mua một con xe và anh chị tập chạy tập lái nó không bị lầm nhá. Xe có đẹp bao nhiêu thì nó cũng có cái giá của nó rồi anh chị ạ. Bốn cánh chính điện. Đây ạ. Cùng với nhau bước vào phần nội thất nhá. Ta bị cửa bên này nè. Thích hợp là gương chính điện nè. Đây nó bị mất một cái tay nắm nè, mất một cái ốp nè. Chừng anh sẽ mua hai cái ốp trước, chừng anh bắt vào đây là nguyên bản hết nha. Đây nè, series với nguyên bản bằng đủ với có cái gương chỉnh điện nha anh chị nha. Tapi cửa nè, nguyên bản tôi xe những cái vân gai nè. Qua thời gian 5 tháng không bị tác động luôn, keo chỉ nè, chị coi phần keo chỉ nè. Đó, chị thấy phần keo chỉ không? Nguyên bản tôi xe bốn cánh đẹp như nhau luôn nhá. Đây nè, tay móc bảy màu nè, anh chị coi nè, tay móc bảy màu nè. Keo chỉ trong nách nè, anh chị xem nha. Đây là từng cái ốc tán bảy màu nguyên bản nè. Không mất phân nào. Đó, chừng anh quay xe, chừng anh quay rất là chi tiết cho anh chị xem luôn á. Côn số của nó nè. Côn ga số nè. Nỉ nè. Chỉnh nha, chỉnh ghế lên xuống nè. Đây nè. Mọi thứ chức năng nha. Đó, đang chỉnh nè, anh chị thấy không? Đang chỉnh ghế lên ghế xuống là chỉnh ở hai cái này nha. Đôn ghế nè. Hạ ghế nè. Đó. Cổ lái có chỉnh nha, riêng dòng CDS này có được chỉnh cổ lái nha. Chỉnh cổ lái cực gù nằm ở đây nè anh chị ạ. Đó là phần nỉ của cái bên mắt tài nè. Những cái sóng lường nè. Bao đẹp luôn nha. Không tác động tông ve luôn. Đinh tán bấm nguyên bản nhà sản xuất nè. Đó, em lột ra là không thiếu một cái đinh bấm nào luôn nha anh chị nha. Xe này không có một xíu dịch vụ, không một tí cứng đụng ngày giờ luôn, cho nên anh chị cứ yên tâm. Xe có sao thì nói vậy. Xước nhiều. Đây là trên nắp capo nè. Anh chị thấy không? Đây cho anh quay chi tiết cho anh chị trên nắp nè. Nó có mấy chỗ bị nổ sơn nè, đó chị thấy răng răng không? Đây là đường nứt chân chim nhá. Răng răng là đường nứt chân chim nè. Thì xe này bắt buộc chừng anh phải sơn lại hết cả con. Sơn một nước sơn rất là xịn, em sơn lại màu xanh rêu y chang màu này luôn nhá. Thì màu xanh rêu này cũng rất là nhiều anh chị ưa chuộng ạ. À. Đây nè. Chày nè, đó có chày xước nè. Có chày xước nha. Xe có sai em báo thẳng và báo chuẩn như vậy. Xe này cũng mới lấy về thôi mà rất nhiều anh chị muốn chừng anh đăng clip chi tiết. Em đăng clip chi tiết những gì em nói được em làm được. Thay cho anh chị hai cụm đèn trước là thay mới. Lắp cho anh chị một cái màn hình DVD giải trí cộng với cam dê. Và tiếp theo là em tắm lại cho em nó một cái nước sơn màu xanh rêu nguyên bản theo cái màu con xe này nhá. Huy hoàng trong cuộc sống luôn anh chị ạ. Cào xong chưa? Cào xong chưa? Đây nè. Rồi ok. Đây nè, anh chị coi những cái dấu vô lăng nè. Nó y chang con 1.6 luôn. Nó khác nhau ở dung tích xi lanh động cơ làm việc của nó và nó khác ở chỗ là thêm một cái gương chỉnh điện nữa. Nó chỉ có vậy thôi. Nè, đồng hồ nè. Đồng hồ báo cửa nè, y chang nhau nha, không khác một cái gì. Từ phần táp lô đổ xuống nè. Cũng nguyên bản theo xe hết. Đây chừng anh mở khóa cho anh chị coi nha. Đời của cũ. Nhưng mà mọi thứ chức năng còn hoạt động ổn định. Trang bị một cái màn hình GVC nè. Nhạc nè. Đầy đủ hết. Đó. Anh chị nghe nha. Đó. Anh chị ạ. À, anh còn nợ em công viên ghế đá tháng ngày dịu êm. Và còn nợ em tình xưa bến cũ. Con sóng êm đềm anh chị ạ. À. Đó. Phong dáng cột kèo nè. Những cái vân gai nè. Nguyên bản chân này chân nỉ nhá. Đó chân nỉ nè. Còn rất mới. Đèn đóm nè. Không thiếu cái gì nha anh chị. Đây ạ. À. Âm thanh nghe rất hay luôn. Chừng anh test phần máy cho chị coi nhá. Đây nè. Trang bị heo xe nè. Lóc khóa nè chị coi giùm chừng anh nha. Nè. Lóc khóa mở cửa nè. Đó. Lóc khóa tự động, mở cửa tự động từ xe hết nha. Đó, nguyên bản theo xe. Đây, em test phần máy cho anh chị xem nhé. Xe này bao cò bao chất đến với tay người tiêu dùng luôn. Đề phát nổ rất nhẹ luôn. Đó, chừng anh đề trợ lực lái ngồi một chỗ nè.
1 với 1 là 2 nè, 2 với 2 là 4 nè, 4 1 là 5 nè. Cái vô lăng này rất là tuyệt vời nhá. Con số nào nguyên bản cho xe nè. Đó, đây ạ. À. Xin hết nhá. Máy lạnh mở là có lạnh rồi nè anh chị ạ. Máy lạnh nè. Đó chị thấy không? Mở máy lạnh là có lạnh luôn rồi. Đó, đây là tổng phần táp lô nguyên bản theo con xe đó anh chị. Gạt nước rồi đầy đủ hết, không thiếu gì xịt nước nè. Đó, dòng xe Cui Bắp tôi chạy tập lái đến tay người tiêu dùng đó. Âm nhạc có, nội thất đẹp, cứng đụng không có. Chức máy bao êm có, mọi thứ chức năng ok, trợ lực có. Không thiếu cái gì anh chị nha, mua về là anh chị chỉ việc sử dụng thôi. Những gì chừng anh nói được là chừng anh làm được nha. Tri ân khách hàng. Tháng Noel này. Đây cho anh test phần máy cho anh chị coi nha. Đây nè. Nguyên một cụm phần táp lô quay đầu nè, đó anh chị thấy không? Ghế nỉ hết nguyên bản nha. Quay rất là chi tiết, rất là mạch đến với tay người tiêu dùng luôn. Đây nè anh chị ạ. Đó. Tổng quan nè, tổng quan phần táp lô trên con xe nè. Anh chị thấy keng sao en không? Xe này mới gọi là xe chứ nó đẹp lắm, zin hết. Nỉ nè. Nguyên zin hết, là keo chỉ chống nách nè. Keo chỉ chống nách anh chị thấy không? Không mất phân nào luôn. Đó, bao đẹp bao chất nhá. Sàn là sàn nỉ nhá, đây nè anh chị ạ. À. Sàn nỉ nè, anh chị thấy sàn nỉ không? Đó, sàn nỉ là không dấu hiệu là bị rách hay mục ngọt gì nhá. Đây ạ, à, cùng với trải nghiệm chừng anh tiếp theo là chúng ta sẽ vô đến phần máy móc anh chị nhá. Máy móc xong rồi em quay đến phần gầm bề cho anh chị luôn. Cụm đèn này nè. Cụm đèn này ố rồi, xước rồi, thay cụm đèn mới cho anh chị luôn. Đó, phong dáng xe đây. Sơn là hết cho anh chị nhá. Đây ạ. À. Đây nè anh chị. Máy nè, nổ rất êm nè, anh chị nghe tiếng máy nha. Chị anh để rất là sát nhá. Đó, chị thấy không, máy nè. Hoạt động rất là êm ái luôn. Con này người ta thiết kế máy series y chang máy crew nha. Đó, anh chị thấy bộ máy không? Máy của nó là máy series nhưng mà người ta thiết kế y chang máy crew nè anh chị ạ. À. Anh chị thấy máy ra là nguyên một cái phần ốp của cái phần thân máy đây nè. Đây là xe em nói luôn mà nói thẳng nha anh chị nha. Đây ạ. À, xe này nè, người ta đã gỡ nắp phillet ra, người ta chỉnh rồi nha. Người ta gỡ này ra nè, gỡ cái này ra. Máy là cam kết với anh chị là máy chưa có bung nha. Nhưng mà người ta gỡ cái này ra, gỡ cái nắp này ra, người ta chỉnh cam cò bút xô trong đây rồi. Chắc chắn rồi, đời này phải chỉnh chị ạ, à? Chỉnh nó mới êm được. Không chỉnh thì nó sẽ nghe những tiếng gõ nhá. Đó là có xe sao, chừng anh báo thẳng vào báo thẳng như vậy. Trụ cột nè, núm nguyên bản xe nè, không có dấu hiệu là cứng đụng con vên con xe nha. Sóng lường nè, sóng vàng nè anh chị ạ. À? Đó, một mùa xanh hy vọng. Mang đến cho chúng ta nhiều sự lựa chọn khác nhau trong cuộc sống nhá. Đây là sóng lường nè. Có một xíu con vên chị nha, mạc tem nguyên bản cho xe đây ạ. À. Để cho anh test cho anh chị coi nó có độ hơi không nha. Ây giờ cứng quá. Cứng quá. Để mở phần này lên cho chị coi nè. Xe không có một xíu độ hơi nhá. Đó, xe không có một xíu độ hơi, rất nhiều cách để kiểm tra anh chị nhá. Mở cái nắp này. Cái nắp này mở không được thì chúng ta sẽ mở cái cây thâm nhớt này. Đó, để kiểm tra nha anh chị. Mua về là sử dụng thôi anh chị ạ. À. Chừng anh làm xong chừng anh sẽ đưa qua công nghệ tẩy rửa nhá. Máy nè. Máy hoạt động nè. Chị máy hoạt động không? Nổ rất là ổn định. Đó, chất xe tập chạy tập lái. Xe Cui Bắp Cui Mí đến tay người tiêu dùng nó chỉ có như thế thôi ạ. À. Nắp capo nè. Đẩy nguyên bản ra xe nhé. Tiếp theo ạ, chừng anh quay luôn phần gầm để cho anh chị xem ạ. Gầm bề của con xe này nhé. Đó, anh chị coi cái clip này thì anh chị nhớ dùm cho chừng anh là chừng anh đã báo giá về dòng Nuvira và dòng Planos thì nó chỉ có tầm một giá thôi nha anh chị nhé. Nó chênh lệch nhau có thể, nếu mà xe đẹp thì nó chênh lệch nhau có thể là hơn cỡ tầm 2 đến 3 triệu thôi, chứ nó không chênh lệch nhau đến chục triệu đâu nha anh chị nhé.
Nếu mà 10 triệu anh chị mua anh chị bị hớ nhiều rồi đó. Đẹp cỡ nào thì đẹp ạ. Đó, phong dáng nè. Tiếp ạ, phần gầm nha anh chị. Đây nè, phần gầm xe nè, anh chị coi nè. Anh chị thấy cái hàng nhập không? Hàng nhập nó khác cái hàng Việt Nam không? Đây nè, mới tinh luôn, không một vết mục. Xe này không có một xíu mục mọt nha. Gầm bể rất là chắc chắn đó anh chị thấy không ạ? Đây nè, cho anh quay cho anh chị coi nè. Đó, phần gầm nè. Đó, chị thấy phần gầm của xe không? Lên kiên xà beng luôn. Đó, phong xe đó. Cốp sau nè. Cho anh mở phần cốp sau cho anh chị coi nhé. Đây là phần cốp sau nè. Lên nè. Đó, cốp sau nè. Những cái sóng gân trong cốp sau nè. Không một xíu cứng đục nha. Keo chỉ nè. Keo chỉ trong nách là nguyên bản nè. Đây là những cái sóng lường nè. Đó, xe bao đẹp luôn á. Đây ạ. Đây nè, 5 bấm đút anh chị nha. Đó, chị thấy không? 5 bấm đút nè. Khui ra cho anh chị coi, anh chị mới biết được nha. Đây nè, nó zin nè. Đó, chị coi nó zin cỡ nào nhá. Mâm nè, mâm đúc nguyên bản nha. Xốp nè, xốp nguyên bản theo xe nè. Đồi vỏ lớp xe cua nè, nguyên bản ở trong cái con xe này nhá. Cốp sau nè, không có một xíu mục mọt. Đó, anh chị thấy không ạ? Xe có sao nói thẳng là nói chuẩn như vậy nhá. Đó, chiếc xe đó anh chị. Con này để chừng anh dọn xong con này thì chắc nó nằm tầm cỡ 3 đến 4 ngày nhá. Một lần nữa chừng anh xin cảm ơn ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại.